Chào tất cả quý bà con đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Văn Nguyễn nhé. Hôm nay thì em lại xin phép gửi đến cho cô bác anh chị một lô đất hồ tiêu và cà phê rất là đẹp luôn nhé. Đấy, một siêu phẩm luôn. Đấy, cái mảnh đất của chúng ta là trực thuộc tại xã Nam Bình nhé, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông nha quý vị nhé. Đấy, cái lô đất của chúng ta là bám được 80 mét mặt đường cấp phối này mọi người nhé. Mặt đường này rộng 5 mét. Hiện tại thì cỏ đang mọc thì nó rơi vào khoảng 3 mét thôi, nhưng mà diện tích sử dụng là 5 mét nha quý vị nhé. Và hiện tại là dân cư là hàng xóm là xung quanh này là đã góp tiền vào để đổ đường bê tông nha quý vị nhé. Nhà nước là cho 70%, còn người dân thì đóng 30% để làm đường bê tông nhé quý vị nhé. Đấy, chuẩn bị lên đường bê tông rồi, là bám được 80 mét nhé. Đấy, đường là đường liên thông nhá quý vị nhé. Đấy, trục đường này á, là đi thẳng là ra xã Đắc Hòa nhé, huyện Đắk Song luôn. Còn cái hướng ngược lại như này là cách đường bê tông là 400 mét, và cách quốc lộ 14 cũng như là thị trấn Đắk Song là 3 km nhé. Đường xã đi lại thì rất là thuận tiện luôn, ô tô con gầm thấp là vào tận nơi nhá. Đấy, vườn hồ tiêu và cà phê rất là đẹp nha quý vị nhá. Đấy, bám được 70 mét. Cà phê thì cà phê với tiêu là trồng đông đặc rồi nhá, có cả bơ nữa nhá. Ranh giới của chúng ta là từ cái cây mít đó nhá mọi người nhá. Đấy, mọi người xem cái vườn rất là đẹp luôn, là tuyệt phẩm nhé. Đường xá đi lại thì rất là rộng thanh thang luôn, tới đây là đổ mặt đường bê tông luôn, rất là tuyệt vời. Đấy, trước sân nhà của mình thì gia chủ đã trồng cỏ để chăn nuôi thêm bò nhé quý vị nhé. Và cái mảnh đất của chúng ta đã có một cái căn nhà cấp 4, cũng ở hai vợ chồng ở rất là rộng rãi luôn, đã có điện nhá quý vị nhá. Này, đã có điện 3 pha luôn, điện 3 pha là vào tận nơi rồi nhá mọi người nhá. Đấy, cái khoảng sân rất là rộng luôn nhá, xung quanh là hồ tiêu và cà phê và bơ 034 là cực đẹp luôn. Em vô em quay nhà cho ba chị mình tham khảo nhá. Đây là khuôn viên căn nhà của ta nhé. Đấy, hai vợ chồng ở thì khá là tuyệt vời luôn. Đây là khu nhà bếp nấu ăn và phòng tắm vệ sinh bên này nhé. Đấy, còn bên này là phòng ngủ nhé quý vị nhé, có một phòng ngủ nhé, điện đóm là đầy đủ hết rồi. Này, tân trang lại và sửa sang lại thì có một căn nhà mới ở rất là tuyệt vời luôn. Có một căn nhà cấp 4 nhá quý vị nhá. Đấy, ở ngoài này là có chỗ rửa tay chân là đầy đủ hết nhá. Còn bên này là phòng vệ sinh và nhà tắm. Đấy, còn đây là vườn hồ tiêu và cà phê của chúng ta đây. Em nói thông tin cây trồng nhà cho các bác chị mình nhớ nhá. Hồ tiêu đẹp như này là được 500 cây nhá, hơn 500 cây nhá quý vị nhá. Đấy, 500 cây hồ tiêu cực đẹp luôn. Năm nay là hoa ra rất là nhiều nhá, hoa ra từ trong ra ngoài luôn. Năm ngoái cái vườn này không có bán nhá quý vị nhá, năm nay mới quyết định bán. Năm ngoái là không có trái nhá, trái tiêu rất là ít. Năm nay thì trái sai kinh khủng luôn. Đấy, một vườn này năm nay phải thu mấy tấn tiêu luôn đấy. Là hồ tiêu như này là được 500 bụi nhá quý vị nhá, 500 cây hồ tiêu đẹp, 10 cây như một luôn, như một bức tranh luôn nhá. Còn cà phê này là cà phê dây nhá quý vị nhá, cà phê dây giống mới là được hơn 500 cây, bắt đầu là sang năm nay là bắt đầu sang năm thu chính nhá. Nói chung là nguồn thu là khá là cao. Đấy, diện tích là 7 sào nhá quý vị nhá.
Đây hồ tiêu, hồ tiêu cực đẹp luôn, không có bị bệnh gì luôn nhá quý vị nhá. Này đây cà phê dây giống mới hoàn toàn luôn. Như đây là bơ 034 là được 250 cây nhá quý vị nhá, 250 cây bơ 034 đang cho ra bói, sang năm là bắt đầu thu chính rồi. Nói chung là cái mảnh vườn của chúng ta là nguồn thu là đa dạng luôn. Hồ tiêu được 500, hơn 500 cây, cà phê cũng hơn 500 cây nhá. Bơ 034 nữa, 250 cây. Nguồn thu là khá là ổn định. Và có một căn nhà để cô bác anh chị mình đưa con cái đi học hành thì cũng rất là thuận tiện nhá. Cách trung tâm chỉ rơi vào khoảng 3 km thôi, cũng như là trường chợ luôn đấy. Cũng là quốc lộ 14A luôn nhá. Cái vườn của chúng ta là cách Sài Gòn là 250 km nha quý vị nhá. Đấy. Bơ 034 là đang cho trái đây quý vị. Đấy. Sang năm là mới bắt đầu là cho thu mạnh nhá. Năm nay thì bơ 034 thì mới thu bói thôi. Bơ 034 cũng là một loại trái cây, loại bơ là ngon nhất thị trường hiện nay nhá. Và cũng giá trị nhất nhá. Đấy. Một vườn là tuyệt phẩm luôn quý vị ạ. Đã có nhà điện nước là đầy đủ hết nhá. Diện tích là 7 sào, giá bán hiện tại thì gia chủ đang bán là 1 tỷ tư có thương lượng đấy nhá. Có thương lượng nhẹ cho bác chị mình có nhu cầu mua nhá. Đấy. Một tuyệt phẩm luôn. Đây là hai hàng cà, hai hàng tiêu và một hàng cà sen ở giữa. Rất là sinh thái nhá. Cà phê mà sen hồ tiêu á là nó rất là ít bệnh nhá quý vị. Ở đây là đất đỏ ba gian màu mỡ hoàn toàn là không có sỏi đá nhá. Đất đỏ ba gian là chất đất rất là tốt nhất trong các loại đất nhá. Đất ở Đắk Song là khá là tốt. Đấy, có được gần 10 cây sầu riêng 2 năm nữa nha mọi người nhá. 2 năm nữa là cũng tha hồ ăn rồi. Đây hồ tiêu của ba chị mình tham khảo nhá. Rất là đẹp luôn. 10 cây như một nhá. Cô bác chị mình mua cái sản phẩm này về là chỉ việc ở và làm thôi. Cũng chỉ còn mấy tháng nữa là tới giai đoạn thu hoạch rồi. Nguồn thu là cực là cao nhá. Cái giá tiền thì vừa phải, diện tích đất cũng vừa phải. Cho cô bác chị mình có một mảnh vườn làm để định cư và có một nguồn thu nhập là khá là ổn định nhá. Đấy, bơ 034 này được 250 cây. Sang năm năm nay là cái vườn của mình là thu nhập là khá là cao so với cái số tiền nho nhỏ như này nhá. Có những mảnh đất thì diện tích rất là rộng nhưng mà nguồn thu nhập chưa chắc đã bằng một mảnh nhỏ. Nhưng mà nguồn thu nhập nó cao nhá. Đấy. Hiện tại thì cái mảnh đất của chúng ta là tưới hồ chung và có một cái giếng khoan cũng là tưới chung nhá quý vị nhá. Sổ đỏ thì gia chủ đang tách. Nếu cô bác chị mình mua cô thì gia chủ tách cho 7 sào nhá. Đấy. Đường xá đi lại thì khỏi phải chê rồi, rất là thuận tiện luôn. Đấy, một hàng bơ, một hàng cà phê, hàng tiêu. Tuyệt phẩm luôn. Ở dưới chân cái mảnh đất của chúng ta thì nó hơi phải khoảng 30 độ nhá quý vị nhá. Nó chỉ mất một ít thôi. Và dưới này là hoàn toàn là trồng bơ 034 rồi nhá. Nên cô bác anh chị mình an tâm nhá. Đấy cô bác anh chị mình đang xem video thì cho em một like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ em nhá. Cũng như là để cập nhật cho mình những cái sản phẩm mới nhất và phù hợp nhất với túi tiền của mình nhá. Cái hồ thì nó nằm dưới chân là hồ đang tưới chung nhá quý vị nhá.
Hồ cũng khá là to rộng rãi luôn. Nguồn nước thì mảnh đất chúng ta là có hai nguồn nước, mình thích tưới giếng cũng được, giếng khoan hoặc là tưới ao cũng được nhá, là hai cái đều chung. Do gia chủ đang còn đất nữa, cắt bớt đi do nợ, cắt bớt đi để bán để trang trải nợ nần. Còn đâu là hoàn toàn là cô bác chị mình an tâm về nguồn nước nhá. Đấy, em cũng đi rất là nhiều vườn rồi nhưng mà chưa thấy cái mảnh vườn nào mà nó có nguồn thu nhập nó ổn định như cái vườn này nhá. Là hồ tiêu và cà phê rất là đẹp, có thêm bơ 034 nữa thì nguồn thu nhập của mình là có 3 nguồn thu nhập luôn. Nên về lâu về dài thì giá trị rất là cao, thu nhập cũng rất là ổn định nhá. Và đặc biệt là bám được 80m mặt tiền đường nữa nhá quý vị nhá. À, tới đây thì em cũng xin kết thúc clip tại đây. Cô bác chị mình quan tâm thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Thân ái chào cô bác chị và các bạn nhé.